chương 346, Long Kình Thú. Giờ phút này ở vùng biển xung quanh Phục Long Đảo, nước biển tựa như sôi trào, từng bóng mờ khổng lồ lao trên mặt biển, yêu khí đậm đặc trải rộng phương viên mấy trăm dặm. Đó là cái gì? Trên tường thành, một gã linh kiếm sư đột nhiên sợ hãi hét to một tiếng. Chỉ thấy bên ngoài mặt biển hơn 10 dặm, một thứ gì đó có hình dạng như một cái đảo nhỏ, hơn nữa càng ngày càng lớn dần, diện tích từ 10 trượng biến thành hơn trăm trượng, trăm trượng rồi hai trăm trượng, ba trăm trượng. Mà hình thể của tòa đảo nhỏ kia cũng dần dần hiện ra là một con hải thú cực kỳ to lớn. Thân hình tráng kiện cồng kềnh, hoặc nhìn giống như một cái chung đựng nước khổng lồ, chỉ có phần đuôi lại rất nhỏ bẹp xuống, hai bên thân thể con thú mọc ra hai cái cánh, đáng sợ hơn lại là cái miệng của nó, cơ hồ chiếm cứ một phần ba thân thể, mở ra về sau đủ để nuốt một tòa tiểu sơn vào. Long kình thú là long kình thú một vài linh kiếm sư hoảng sợ kêu lên yêu thú loại này ở sâu dưới biển cũng là cực kỳ hiếm thấy có linh kiếm sư cả đời cũng không nhìn thấy một lần nhưng với bề ngoài đặc biệt này thì không khó để đám linh kiếm sư nhận ra tên gọi của con yêu thú long kình thú ngoại trừ long kình thú thì không có yêu thú hải tộc nào lại có hình thể đáng sợ như vậy đây là yêu thú có hình thể lớn nhất trong hải tộc Giờ phút này xuất hiện trước Long Kình đảo chỉ là cái đầu của con yêu thú, cái đầu chỉ lộ ra một nửa, nhưng một nửa này đã vượt qua 500 trượng. Chiếm cứ hơn 3 dặm biến. Yêu khí thâm trầm ngoài biển thổi vào nội tâm mỗi một linh kiếm sư trong Phục Long Thành. Long Kình. Trong huyết hồn hải có cả Long Kình. Long Kình hoàn toàn trưởng thành. Tịch Phi Tuyết cũng bị con quái vật khổng lồ này chấn trụ bởi vì bất luận kẻ nào ở trước mặt con quái thú đều có một loại cảm giác nhỏ bé. Long kình thú là yêu tộc bá chủ trong hải tộc, sau khi trưởng thành sẽ đạt tới siêu cấp tam giai yêu thú. Nghe nói nó có được huyết mạch của thượng cổ dị thú, côn, một con cá lớn, trong truyền thuyết, là yêu thú có hình thể lớn nhất trong hải tộc, cơ thể trưởng thành có thể đạt tới 900 trượng, mà hình thể của con long kình này rõ ràng cho thấy nó là một con long kình trưởng thành. Mặt Vấn đứng trên tường thành, nhìn con yêu thú truyền kỳ này, trong mắt đã có một tia tinh quang lập lòe. Mà ở bên cạnh thân thể cao lớn của Long Kình, còn có ba con hải thú, kích cỡ từ 5, 6 đến 70 trượng, theo khí tức bên trên xem đều là yêu thú tam giai, tuy nhiên nếu so sánh với hình thể của Long Kình thì giống như ba con chuột nhỏ. Không chút nào thu hút. Bởi vì nguyên nhân thể chất, yêu khí của Long Kình thú so với yêu thú tam giai thì gấp 10 lần, nói cách khác một con long kình có thể so với hơn 10 con yêu thú tam giai siêu cấp. Điều này làm cho tất cả linh kiếm sư trong phục long thành đều tuyệt vọng. Rất nhiều người không tự chủ được nhìn về phía mặt vấn, lúc này đây, mặt tiền bối còn có thế đứng vững sao. Một con long kình trưởng thành mặc dù không phải yêu thú tứ giai, nhưng đủ để linh kiếm sư kiếm thai cảnh phải tránh lui, bởi vì thân thể của con yêu thú thực sự quá khổng lồ, lớn đến mức khiến người ta sợ hãi. Chúng ta vừa trải qua một đợt thú triều, không có khả năng hải tộc lại tụ tập nhiều yêu thú nhanh như vậy. Nhất định là Âm Vô Cực đưa tới." Sắc mặt Tần Long khó coi nói. Theo lời Tần Long, ánh mắt của đám linh kiếm sư phục Long Đảo nhìn về phía những linh kiếm sư của kiếm thuyền đều không chút hảo ý, có thể hấp dẫn đàn thú khổng lồ như vậy truy đuổi, cũng chỉ có đội thuyền của Âm Vô Cực. Gọi tất cả linh kiếm sư lên thuyền, chuẩn bị săn giết yêu thú, tịch phi tuyết đội thuyền giao do ngươi chỉ huy. Mặt Vấn hạ ệnh, đối mặt thú triều mãnh liệt, lực lượng một người chỉ là nhỏ bé. Hắn cũng không có tự đại đến mức một mình đối kháng trước thú triều quy mô loại này. Trên bờ biển Phục Long Đảo đã có rất nhiều yêu thú lộ đầu, chậm rạp chằng chịt, vậy mà rất ít nhìn thấy yêu thú nhất dai, hầu hết đều là yêu thú đã ngoài nhị dai. Có thể thấy từ thực lực của một đám thú triều này cũng không phải loại pháo hôi bình thường, mà là tinh nhuệ trong hải tộc mà đám yêu thú kỳ thật đúng là đội tuần tra huyết hồn hải tinh nhuệ của hải tộc, chuyên môn săn giết những linh kiếm sư đội trưởng chạy nạn, chúng cũng là truy tung theo dấu vết của đội thuyền âm vô cực mà đến đây. Các nhóm linh kiếm sư hành động nhanh chóng, rất nhanh toàn bộ đều bay lên 32 kiếm thuyền, mà 8 kiếm thuyền của Phục Long Thành còn chưa kịp thu hồi, chỉ có thể tạm thời không dùng đến. Ba chiếc kiếm thuyền 4 cánh, 29 chiếc kiếm thuyền hai cánh nhanh chóng bay lên không trung hình thành một luồng linh lực khổng lồ rốt cục cũng có thể đè ép được khí thể của thú triều sở dĩ nhân tộc có thể đối kháng số lượng yêu tộc khổng lồ là vì nhân tộc có thể chế tạo đủ loại linh khí chiến tranh mà kiếm thuyền là một trong những thành tựu cao nhất linh kiếm sư trốn ở trong kiếm thuyền có thể không có thể thủ nếu đánh không lại cũng có thể thoát chạy bởi vậy thú triều căn bản không làm gì được điều duy nhất phải kiên kỵ chính là gặp được những con yêu thú cường hãn ví dụ như lần này nếu không có long kình thú cùng ba con yêu thú tam giai thì đội thuyền của bọn họ chắc chắn không gặp vấn đề gì a à, chừng năm nghìn con yêu thú nhị giai lên tới giữa không trung nhóm linh kiếm sư đã có thể thấy rõ đại khái số lượng yêu thú dưới biến da đầu cả đám trung lên may mắn những con quái thú này không biết bay bằng không thì căn bản chúng ta không có cách nào chống cự một gã linh kiếm sư thầm thấy may mắn nói hắn nói rất đúng dùng tam giai hạ phẩm kiếm trận của Phục Long Đảo để phòng ngự cũng chống không nổi công kích của mấy ngàn con yêu thú nhị giai. Nếu không có kiếm thuyền, bọn họ chỉ có thể vật lộn với đám yêu thú, kết quả là chỉ có thể tan tác. Bất quá hắn vừa dứt lời, một loạt những tiếng nổ từ dưới nước truyền đến, đồng thời từng đợt sóng nước dân trào, từ bên trong một đám thân ảnh màu bạc lao lên, đánh về phía kiếm thuyền trên không trung. Phi dực ngân ngư. Trên kiếm thuyền, rất nhiều linh kiếm sư bỗng nhiên biến sắc, bởi vì từ phía dưới bay lên chính là một đám quái ngư thân thể thon dài sau lưng mọc lên hai cái cánh bạc. Đúng là yêu thú nhị giai hạ vị phi dực ngân ngư. Loại yêu thú này hình thể không lớn, lớn nhất cũng không dài quá 7-8 trượng, nhưng chúng lại có được một loại năng lực bay lượn. Mấy trăm con phi dực ngân ngư đánh về phía kiếm thuyền, nhanh như điện, hoàn toàn chỉ là một cái chớp mắt. Vút. Vút. Vút một con phi giật ngân ngư dài hẹp đâm vào kiếm trận phòng ngự của kiếm thuyền, kích thích từng đợt trung động. Có vài kiếm trận phòng ngự của kiếm thuyền hai cánh gặp công kích của quái ngư thiếu chút nữa thì sụp đổ. Công kích, mau công kích! Trên kiếm thuyền linh kiếm sư rốt cục cũng phản ứng. Một bên phát động kiếm trận công kích của kiếm thuyền, một bên xuất kiếm hướng xuống dưới, chém giết những con cá yêu bay lên. Cùng thời khắc đó, đám yêu thú phiêu phù ở trên mặt biển khác cũng nhau nhao phát động ra công kích, con trực tiếp dùng nước biển để công kích, có con bắn ra gai xương, có con phóng xuất ra yêu quan công kích. mấy ngàn con yêu thú nhị giai đồng thời phát động công kích, cực kỳ đáng sợ. một chiếc kiếm thuyền hai cánh bị phá vỡ kiếm trận phòng ngự, công kích rơi vào trên thuyền, khoét dưới thuyền hơn trăm lỗ, cũng may hạch tâm của kiếm thuyền được khắc sâu phía trên long cốt của thuyền, chút ngoại thương ấy còn chưa đủ làm tàu phải hạ xuống linh kiếm sư trên thuyền kinh hoảng nhìn phía dưới, lập tức có linh kiếm sư kiếm cương cảnh tế ra kiếm đồ thay thế kiếm trận phòng ngự của kiếm thuyền. Trong nháy mắt yêu thú cùng linh kiếm sư đã giao tranh rất quyết liệt, ba con yêu thú bên cạnh long kình thú thép dài một tiếng, hùng hổ vút một cái bay lên, ba kiếm thuyền bốn cánh lập tức nghênh đón, ứng chiến với ba con yêu thú tam giai. Bầu trời, trên biển, khắp nơi kiếm khí cùng linh quang tung hoành, toàn bộ vùng biến phục long đảo một mảnh sôi trào, thỉnh thoảng có xác yêu thú nổi trên biển. Làm một mảng nước biển hóa thành một màu máu đỏ. Nhưng đám yêu thú vẫn không sợ chút nào, phát động thêm càng nhiều công kích. Tại thời khắc này đám kiếm thuyền có cánh hoàn toàn phát huy được uy năng của binh khí chiến tranh nhân tộc. 29 chiếc kiếm thuyền hai cánh gánh vách công kích của 5.000 yêu thú nhị giai hải tộc, đương nhiên, cũng đã là chiếm được ưu thế, nếu là trên đất bằng hoặc là trên biển, đoán chừng linh kiếm sư nhiều gấp đôi cũng sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt. Uông. Con long kình kia rốt cục cũng không nhịn được, phát ra một tiếng rống dài trầm thấp. Tiếng hô như sấm rền cuồn cuộn khuếch tán, phương viên trong vòng mấy trăm dặm đều nghe rõ mồn một. Con yêu thú chậm rãi mở ra cái miệng khổng lồ phản phất như một cái hang sâu không đáy, nuốt một kiếm thuyền bốn cánh vào miệng dường như không có chút khó khăn nào, một cổ hấp lực đáng sợ từ trong miệng long kình truyền ra, tạo thành một luồng gió xoáy lớn. Phong vân biến sắc, nước biển cuồn cuộn hướng về phía cái miệng khổng lồ, mà kiếm thuyền trôi nổi trong chiến trường đều bị ảnh hưởng của hấp lực, dần bị cuốn về phía cái miệng. Kình thôn nuốt trôi. Trên kiếm thuyền. Tất cả linh kiếm sư đồng loạt biến sắc, linh kiếm sư điều khiển kiếm thuyền dốc sức liều mạng thúc giục tấm trận trên kiếm thuyền, muốn kéo kiếm thuyền lại, nhưng luồng hấp lực này thật sự rất đáng sợ kiếm thuyền vẫn không tự chủ hướng về phía cái miệng khổng lồ. Đương nhiên, kình thôn của Long kình thú hoàn toàn không phân biệt cái gì, tất cả yêu thú nhị dai như diều đứt dây theo nước biển hướng vào trong miệng yêu thú. Chu yêu Một thanh âm trầm thấp truyền đến từ Phục Long Đảo, linh quang vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ trên không trung, linh khí thiên địa trong phương viên hơn 10 dặm đồng loạt biến mất. Hướng về phía linh quang Rất nhanh, một thanh kiếm ngũ sắc cực lớn xuất hiện trên bầu trời, sau đó hung hăng vút xuống, mục tiêu là Long Kình Thú. Um. Tự hồ cảm thấy uy hiếp, Long Kình Thú phát ra một tiếng trống dài, hấp lực mất đi, đám kiếm thuyền thoáng cái mất đi trói buộc, liền lập tức ổn định thân thuyền, mấy chiếc kiếm thuyền thiếu chút nữa đã lao vào nhau. Mà trong miệng Long Kình, một cục nước có đường kính gần trăm trượng phun ra, được yêu lực quán chú bên trong phản phất hóa thành một cột nước cao ngang trời. Oanh! Kiếm quan ngũ sắc cùng cột nước xanh biết đụng vào nhau rồi đồng loạt tan vỡ. Hình thành phản lực đáng sợ đẩy toàn bộ nước biển trong phương viên và dặm ra ngoài, cơ hồ lộ ra chỗ nước cạn phía dưới. Sắc mặt mặt vấn hơi tái nhợt, nhìn chầm chầm vào cự thú phía dưới, một lần nữa lấy tay hướng lên bầu trời, ngàn vạn tàn linh tán loạn một lần nữa ngưng tụ thành một thanh kiếm quan ngũ sắc. Uông! Um. Long kình phát ra tiếng hô ẩn chứa tức giận, nước biển xung quanh dâng lên cao, thân hình con yêu thú cứ thế chậm rãi nổi lên từ trong nước biển, toàn bộ thân thể khổng lồ 900 trượng hoàn toàn hiện ra dưới trời xanh. Chương 347, Thuyền lớn Long Kình Hân dài của Long Kình di chuyển trên mặt biển Giống như một thành trì lơ lửng, yêu khí hùng hậu vô thiên cái địa tỏa ra bốn phương tám hướng, nhiều đám mây bị yêu khí thô bạo tách ra. O a a a, Long kình thú mở cái miệng khổng lồ ra trực tiếp hướng về phía mặt vấn, một luồng hấp lực còn mạnh hơn trước vài lần phát ra, một mực hướng về không gian xung quanh mặt vấn, tính cả không khí cũng bị hút hết vào cái miệng khổng lồ. Chu yêu Tiếng kiếm ngân vang tựa như truyền lại từ xa xưa quanh quẩn trong thiên địa, kiếm qua ngũ sắc sáng chói, hóa thành một dải cầu vòng hung hăng xuyên vào trong miệng lớn của Long kình. Mà cái miệng khổng lồ của Long kình phản phất như một cái động không đáy nuốt trọn kiếm quan ngũ sắc, tuy nhiên dường như Long Kình cũng không chịu nổi, phải nhắm cái miệng khổng lồ lại, thân thể có chút lay động, sau đó thoáng một cái ngã vào trong nước biển, gạt ra hơn chục vạn tấn nước biển. Sau khi Mạc Vấn thi triển chu yêu, sắc mặt đã tái nhợt không một tia huyết sắc, hai tay run nhẹ nhẹ. Không tính một kiếm trước khi giết âm vô cực, hiện tại hắn cũng đã liên tục hai lần khống chế ý chí của tàng linh thi triển, chu yêu, bề ngoài tưởng như không lãng phí chút sức lực nào, kỳ thực đối với tinh thần lại tạo ra gánh nặng cực kỳ khổng lồ, lực lượng tinh thần đã suy kiệt cực độ. Nếu không phải do ý chí của Mạc Vấn không phải bình thường thì bây giờ hắn đã lâm vào hôn mê rồi. Chưa đủ. Phục Long Đảo chỉ là một tòa linh đảo nhị giai, linh kiếm vẫn lạc trong phạm vi này cũng chỉ có hạn, hơn nữa cấp bậc cũng hơi thấp, nếu không bởi có mấy ngàn năm tích tụ, thì đoán chừng, chu yêu, muốn liều mạng với Long Kình cũng không được. Một kiếm này tưởng như uy lực vô cùng, kỳ thực là có giới hạn, nói cách khác nếu linh kiếm vẫn lạc, chết, xung quanh càng nhiều thì lực lượng càng mạnh, ý chí của Tàng linh lại càng hung hãn. nếu là ở khu vực chủ chiến của hải tộc cùng nhân tộc. Quy lực của tru yêu lại càng không thể đánh giá, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ý chí của mạc vấn đủ để khống chế ý chí của Tàng linh, nếu không thì chắc chắn thần hồn sẽ bị tổn thương. Long kình tự hồ đụng phải tảng đá cứng, thân thể ngâm đen thỉnh thoảng tràn ra chút lưu quan ngũ sắc trong cơ thể truyền ra trận trận sấm rền nổ vang, thân thể cao lớn có chút co rúng lại, tạo ra từng đợt sóng biển khổng lồ. Hùng. Um. Long kình than nhẹ một tiếng, thân thể bắt đầu gạt nước biển chìm xuống phía dưới, đúng là thấy tình thế không ổn muốn rút đi. Mặt vấn sao lại có thể cho nó cơ hội. Tuy nhiên việc khống chế tru yêu vừa rồi suýt nữa thì không thành, một lần nữa thi triển sẽ có nguy hiểm rất lớn, nhưng giờ phút này cũng không nghĩ gì nhiều, con long kình này phải ở lại đây. Ý thức không hề giữ lại hoàn toàn thi triển, hòa vào vùng biển xung quanh phục long đảo, dùng cảm ứng đặc biệt thức tỉnh những tàn thức của tàn linh đang ngủ say, một luồng sóng tinh thần như đong đóm theo bốn hải vực bay ra, hội tụ về phía trên đỉnh đầu mạc vấn. Được mạc vấn không chút cố kỵ triệu hoáng, phạm vi mở rộng thêm một chút, đạt đến phương viên ngàn dặm, một ít tàn linh trong biển sâu cũng bị ý thức của hắn gọi dậy một thanh kiếm qua ngũ sắc càng thêm khổng lồ thành hình trên bầu trời, hai mắt mạc vấn trợn lên, đỉnh đầu như bị ép vào một cái trùy sắc bén, hơn từ trên thân trùy một luồng áp lực rất lớn truyền vào não, đau đớn kịch liệt từng đợt từng đợt xâm nhập lấy linh hồn của hắn, nhưng hắn không thể buông lỏng, phải hoàn toàn thừa nhận luồng áp lực này. Ngàn vạn tàn linh hỗn loạn cọ rửa ý thức của hắn, một cổ ảo giác hiện lên, ý nghĩ đã thành một mảnh hỗn độn, bất quá cặp mắt của hắn một mực cắt cao nhìn chầm chầm vào thân thể tiểu sơn khổng lồ trên biển kia, đôi mắt đã đỏ ngầu. Đây là bởi máu đã tích tụ chảy ngược lên mắt, tràn ra cả bên ngoài. Bây giờ cái gì hắn cũng không để ý, ý niệm duy nhất trong đầu là chém thanh kiếm ngũ sắc trên đầu xuống. Tru yêu. Mặt vấn cố đề khí thốt ra hai chữ, sau đó dùng toàn bộ ý thức hướng về phía mục tiêu, khi tất cả áp lực như thủy triều thối lui về sau, ý chí của Mạc Vấn cũng đã đạt tới khả năng chịu đựng cực hạn. Trong thoáng chốc hình như hắn đã nghe được vài tiếng vang, sau đó một mảng đen kịp choáng lấy tâm trí Mạc Vấn. Sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện bản thân đã ở chỗ của mình trong phủ thành chủ phục Long Thành. Tuy nhiên đầu lại đau đớn muốn nứt ra, kiểm tra qua thức hải của chính mình, liền phát hiện trong thức hải đã xuất hiện một vài khe hở. Loại thương thế này quả nhiên là điên cuồng, trước kia khủng khiếp nhất cũng chỉ suy giảm nguyên linh bổn nguyên, lần này thậm chí ngay cả thức hải của thần hồn cũng thụ thương biến thành như vậy. Có thể thấy được Chu Yêu cũng là một con dao hai lưỡi, năng lực không đủ, cưỡng ép khu động thì kết quả là tổn thương một ngàn thu được tám trăm. Ý là tự làm hại mình, nhân dân. Lại kiểm tra qua nguyên linh bổn mạng cùng sát lục nguyên linh, hai đạo nguyên linh đều hao tổn nghiêm trọng. Cơ hồ đã hoàn toàn trong suốt, tuy nhiên cũng may cũng không có trở ngại gì, tỉnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ có thể khôi phục. Mạc tiền bối. Ngươi đã tỉnh. Một tiếng thét kinh hải từ cửa gian phòng truyền đến, Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là một thiếu nữ kiếm cương trung kỳ, Mạc Vấn lờ mờ có chút ấn tượng, là chân truyền đệ tử của Lưu Ly Đảo, tên gọi Tiểu Phong. Ta hôn mê bao lâu rồi? Mạc Vấn hỏi, phát hiện âm thanh của mình đặc biệt khàn khàn, ngơ ngác một chút không khỏi có chút cổ quái, cảnh tượng như vậy, tình huống thế này chẳng lẽ mình có số hôn mê từ triệu quốc đến tử vân đế quốc lại đến hải ngoại hắn không nhớ rõ mình đã hôn mê bao nhiêu lần rồi bảy ngày rồi để tiểu nữ nói với lưu tiền bối cùng đại sư tỷ tiểu phong nói xong xuất ra một kiếm phù đưa tin rồi trực tiếp bóp nát một đạo lưu quan từ ngón giữa của nàng lao vào hư không tình huống lúc trước như thế nào con long kình thú đâu đây mới là vấn đề mạc vấn quan tâm nhất vẻ mặt tiểu phong đầy sùng bái, con long kình thú kia bị một kích cuối cùng của tiền bối xuyên qua tủy não, chết ngay tại chỗ, ba con yêu thú tam giai còn lại bị chúng ta giết mất một, hai con còn lại bỏ chạy rồi, mặt khác những con yêu thú nhị giai chúng ta cũng đã giết hơn hai ngàn tên. Chết rồi sao? Mặt vẫn có chút giật mình, kỳ thật đối với một kiếm cuối cùng kia hắn cũng không có bao nhiêu tin tưởng, bởi thật sự con long kình đó quá mạnh mẽ, may ra sẽ làm đối phương trọng thương, không ngờ nó lại bị một kiếm giết chết, là mình đánh giá thấp uy lực của một kiếm kia hay là vì đối phương không mạnh như mình tưởng. Hai luồng chấn động phát ra ở bên ngoài, hai bóng người xuất hiện. Ha ha, Mạc Huynh, ta chỉ bế quan vài ngày ngươi sao đã biến thành cái dạng này. Cũng thật không yêu quý chính mình rồi. Chật chật, một đầu trưởng thành long kình ngươi cũng dám dốc sức liều mạng. Cũng may ngươi mạng lớn, hoặc là nói đầu kia long kình không may, một kiếm kia của ngươi vừa vặn xuyên qua não của nó, nếu không thì ngươi căn bản giết không chết nó, thanh âm bất cần đời của Lưu Chấn Huyên truyền tới đầu tiên. Mặt vấn liếc nhìn đối phương, khí tức trên thân tuy mịt mờ, nhưng một tia thuộc về ba động của kiếm nguyên thì không cách nào che giấu hoàn toàn. Ngươi đột phá. Lưu Chấn Huyên cười hắc hắc, nhờ phúc, nhờ phúc, nếu không có mặt huynh chỉ điểm, chỉ bằng vào sức lực của chính mình thì đoán chừng còn phải củng cố vài năm mới có thể ngưng tụ kiếm nguyên, hiện tại ta không chỉ sớm đột phá tu vi. Cũng đã được tố quan thừa nhận hoàn toàn, ha ha, rốt cục cũng có tư cách đi tìm long đảo chiếu cố anh kiệt trong thiên hạ rồi. Tìm long đảo. Mạc Vấn liền giật mình, lời nói vừa rồi làm hắn nhớ tới tử vân tinh các tìm long môn cùng tìm long luận kiếm đại hội, cả hai thứ ngang nhau, bất quá từ ngữ khí của Lưu Chấn Huyên, Tìm long đảo nếu so với tử vân tinh các thì uy danh hơn nhiều, 3 năm sau là diễn ra tiềm long hội 20 năm mới có một lần của tiềm long đảo, đến lúc đó tất cả anh kiệt của cổ linh kiếm vực sẽ tề tụ tại tiềm long đảo, dùng thực lực của Mạc Huynh đạt lấy tư cách tham dự. Đến lúc đó hai người chúng ta có thể kết bạn mà đi. Lưu Chấn Huyên hưng phấn mà nói. Mạc Vấn không trực tiếp từ chối, chỉ khẽ gật đầu, đến lúc đó rồi nói sau. Từ khi tịch phi tuyết tiến đến thần sắc có chút mất tự nhiên, thấy Mạc Vấn nhìn sang, cắn răng thỉnh tội nói, vãn bối thống ngữ bất lực, thỉnh tiền bối trách phạt. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Vấn ánh mắt lạnh xuống. Tịch phi tuyết thần sắc ảm đạm mà nói, sau khi tiền bối hôn mê, tuy chúng ta đã đánh lui thú triều, nhưng trong thành nhân tâm không thuận, phòng trí dụng cùng thích vi hai người trong ngày thứ ba đã xúi dục một bộ phận linh kiếm sư cướp đoạt kiếm thuyền. Tuy chúng vãn bối kịp thời phát hiện đã ngăn lại, nhưng bọn chúng cưỡng ép cư dân bình thường làm con tin, để tránh thương vong vãn bối chỉ có thể để hắn mang bốn kiếm thuyền hai cánh trời đảo. Có bao nhiêu người? Trên mặt Mạc Vấn không biểu tình. Tịch Phi Tuyết càng xấu hổ. Tổng cộng có 1.200 người, trong đó kiếm cương cảnh có 180 người. Mạc Vấn hít sâu một hơi, quyền khống chế kiếm thuyền quyền trong khi giao đấu với thú triều đều chuyển giao cho Tịch Phi Tuyết sử dụng không ngờ còn phát sinh sự việc này, may mà kiếm thuyền bọn chúng cướp đi cũng không nhiều. Xem bộ dạng tịch phi tuyết, trong lúc xung đột này đệ tử lưu ly đảo cũng không khỏi tổn thất nhiều người, nói cho cùng việc này cũng không thể đổ lên đầu tịch phi tuyết. Bây giờ tình huống trong thành như thế nào? Mạc Vấn chuyển vấn đề. Bây giờ trong thành đã ổn định, chủ yếu do lưu tiền bối trong ngày thứ năm xuất quan, chấn nhiếp một vài linh kiếm sư muốn nháo sự, về sau không ai dám lỗ mãn nói đến đây tịch phi tuyết lặng lẽ liếc qua lưu chấn huyên xem ra mấy ngày trước lưu chấn huyên đã lưu lại cho nàng ấn tượng cực kỳ sâu sắc hỏi vài sự tình khác xong mạc vấn để cho tịch phi tuyết cùng tiểu phong lui xuống mạc huynh thức hải của ngươi bị thương đúng là chuyện phiền toái ở đây ta có một quyển sách chuyên môn chữa trị thần hồn đoán chừng đối với ngươi hữu dụng lưu chấn huyên ném qua một ngọc giảng mạc vấn không sĩ diện tiếp nhận ngọc giảng đa tạ Lưu Chấn Huyên nhún vai, dặn dò, "Cái này tuy không phải hạch tâm bí pháp của Thiên Diễn kiếm tông, nhưng cũng là bí kíp của tông môn, ngươi đừng nói cho người khác biết là đồ của ta đưa cho ngươi là được." Trong nội tâm Mạc Vấn đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm, tuy cùng Lưu Chấn Huyên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng từ trên người đối phương hắn cảm thấy một loại cảm xúc khác thường. Đó chính là tình bạn. Thế tục giới có câu nói là mới quen đã thân chính là như thế này. Mạc Huynh Trải qua lần thú triều trước tòa linh đảo này đoán chừng đã khiến cho cao tầng hải tộc chú ý, sống ở chỗ này cũng không phải là kế lâu dài, ngươi còn có cái kế hoạch gì gì, mang hơn 30 vạn người trong thành ra ngoài. Hơn 30 kiếm thuyền xem chừng không đủ. Con Long Kình ở đây. Bên ngoài Phục Long Thành, một đầu quái vật khổng lồ nằm ngang trên đất trống ở ngoài thành, cao tới hơn 100 trượng, thân hình so tường thành cao hơn mười mấy lần, toàn bộ tường thành phía bắc đều nằm phía dưới bóng của con quái ngư. Cái này là ngươi giết chết cái kia người thu tiền sâu hỏa. Lưu Chấn Huyên chỉ lên trước mắt Long Kình thi thể, yêu đan đã được lấy ra, yêu đan của loại yêu thú này không phải chỉ có một khỏa, mà là hơn 10 khỏa, hiện tại được lưu giữ ở chỗ của tịch phi tuyết, hàm răng của nó cũng đã bị ta nảy ra, đều là tài liệu luyện kiếm tam giai đỉnh cấp, còn có con mắt và não cũng đã được lấy ra, bất quá chúng ta cũng chỉ có thể làm được từng này, bộ da của con quái ngư này so với tường thành còn dày hơn, nhất là sau khi chết bộ da bên ngoài ngưng kết thành một. Tần sừng, tố quan kiếm của ta cũng không tài nào xuyên qua được. Chỉ có linh kiếm tứ giai mới có thế phá vỡ. Ai, đáng tiếc tài liệu tốt như vậy, nếu dùng da long kình luyện chế kiếm đồ thì trong tương lai kiếm đồ có cơ hội tiến lên tứ giai rồi. Mặt vấn đi đến bên cạnh thi thể long kình, dùng tay ấn xuống một cái, quả nhiên cực kỳ cứng rắn, hơn nữa còn cực kỳ dai, da ngâm đen như được bao phủ một tầng hắc tinh, giống như bảo thạch bóng loáng. Tuy nhiên hắn không để ý những thứ này, mà là đồ vật khác. Có thể khắc trận văn được không? Hiện tại thức hải của Mạc vẫn bị thương, linh thức không thể tùy ý xuất khiếu, không cách nào dò xét đặc tính của chất liệu. Chỉ có thể hỏi Lưu Chấn Huyên. Lưu Chấn Huyên ngẩn ngơ, nhẹ gật đầu, điều này tất nhiên là có thể, da long kình không cần luyện chế đặc biệt cũng có thể chịu tải bất luận trận văn nào dưới tứ giai, kể cả trận văn tứ giai cũng có thể miễn cưỡng chịu được. người muốn làm cái gì? không phải là. lưu chấn huy nghĩ tới một khả năng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt vấn nắm chặt quyền dứt khoát, lấy hết thịt của nó cùng với nội tạng ở bên trong, dùng xương của nó làm long cốt, da làm thân thuyền, luyện chế thành ra một kiếm thuyền đặc biệt. Điên rồi. Điên rồi. Quá điên rồi. Ngươi muốn dùng thi thể Long Kình luyện chế kiếm thuyền? Ngươi có biết cách làm của ngươi ngu ngốc cỡ nào không? Đây chính là gia Long Kình, đủ để luyện chế hơn 180 kiếm đồ tứ giai. Vậy mà ngươi muốn luyện chế thành kiếm thuyền? Lưu Chấn Huyên lập tức nhảy dựng, như mèo bị giẫm phải đuôi. Thần sắc mặt vẫn bình tĩnh, lẳng lặng chờ Lưu Chấn Huyên phát tiếp xong sau đó nhìn qua hải dương bát ngát nói, huyết hồn hải không chỉ có một tòa phục long đảo, ta không có khả năng đi cứu tất cả mọi người, nhưng ta sẽ dùng hết sức để cứu người. Lưu Chấn Huyên thu hồi biểu lộ trên mặt, trầm ngâm một lát rồi thở dài, người nói rất đúng, dọc theo con đường này khẳng định còn gặp được một vài người của các linh đảo chưa rơi vào tay giặc, nếu như chỉ cứu phục long đảo mà không cứu những người trên đảo khác, so với việc không cứu người thì có khác gì. Hắn nhìn thoáng qua mặt vấn, trên mặt lộ ra một tia kính phục, khó trách ngươi có thế mượn ý chí tàn linh của các linh kiếm để sử dụng, chỉ có người quyết tâm thủ hộ nhân tộc mới có thể được chúng tán thành. Biện pháp của ngươi không tệ, nếu cân nhắc thiết kế cẩn thận, thì con long kình được luyện chế thành kiếm thuyền này đừng nói 30 vạn người, cho dù là 300 vạn người cũng có thể dễ dàng đi vào. Tuy nhiên công trình khổng lồ như vậy, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, ta chỉ có thế hết sức nỗ lực long cốt cùng tấm trận chủ thể ngoài da ta có thể bố trí. Nhưng cơ cấu bên trong ta bất lực. Cơ cấu bên trong có thể để cho Linh kiếm sư trong phục long thành tiến hành luyện chế, không cần quá cầu kỳ chất lượng, chỉ cần có thế chịu tải lớn. Mạc Vấn trầm ngâm một chút. Cũng đúng, bình thường Linh tài nhất dai là xong, một ít bộ phận không phải quan trọng hoặc có chút phẩm chất cũng được, như vậy mỗi một gã Linh kiếm sư kiếm mạch kỳ đều có thể luyện chế. Tuy nhiên trước khi luyện chế phải xếp đặt thiết kế cùng kết cấu, sau đó quy hoạch phân công từng người luyện chế, như vậy có thể đẩy nhanh tiến độ. Chỉ là không biết số lượng linh tài dự trữ trong nội thành có đủ hay không. Dù sao thể tích của Long Kình Thuyền quá lớn, công trình này không thua gì kiến tạo một tòa thành mới. Tài liệu không cần lo lắng, ta đã hỏi qua tịch phi tuyết, không tính chỗ linh tài âm vô cực đã đi khắp nơi cướp bóc, trong cổ linh kiếm các cũng có rất nhiều linh tài cấp thấp dự trữ đủ cho chúng ta sử dụng. Mạc Vấn thản nhiên nói, bên trong Phục Long Thành có một tòa của linh kiếm các nhị tinh, sau khi phòng tuyến ở huyết hồn sụp đổ, những người làm việc trong kiếm các nghe được tin tức liền rút đi, chỉ mang đi một số lượng ít vật phẩm quý giá, còn đại lượng linh tài cấp thấp đều rơi tại đại điện của kiếm các. Như vậy là tốt rồi, trên người của ta vừa vặn có bản đồ của toàn bộ một kiếm thuyền bốn cánh, trước tiên nghiên cứu qua cấu tạo của thân tàu Long Kinh lưu chấn huyên bắt đầu có chút kích động dù sao luyện chế một chiếc kiếm thuyền siêu cấp loại chuyện này cũng không phải là tùy tiện có thể gặp được có thi thể nguyên vẹn của một con long kình phóng tầm mắt toàn bộ của linh kiếm vực không phải là duy nhất nhưng là cực kỳ hiếm thấy hiện tại mạc vấn muốn chữa trị thần hồn thức hải bị thương mọi sự tình trước hết giao cho lưu chấn huyên an bài sau đó lập tức bế quan một thời gian ngắn mà Lưu Chấn Huyên thì cực kỳ hưng phấn triệu tập tất cả linh kiếm sư bên trong Phục Long Thành, vừa thiết kế kết cấu của Long Kình kiếm thuyền, vừa an bài nhân thủ đào rỗng cơ thể của Long Kình. Khác với làn da rắn chắc, cơ thể của Long Kình thú sau khi chết cũng không quá rắn chắc, linh kiếm sư kiếm cương cảnh dùng kiếm cương đã có thể cắt được, bởi vậy tất cả linh kiếm sư kiếm cương cảnh đều được điều động đi thanh lý cơ thể của Long Kình thú, về phần những linh kiếm sư kiếm mạch kỳ thì được giao dung luyện những linh tài cấp thấp hình thành chỉnh thể từng khối, để thuận tiện luyện chế kết cấu của kiếm thuyền về sau. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phục Long Thành đều bận rộn, mà ngay cả người dân thành cường tráng bình thường cũng được phân công vận chuyển thịt long kình hoặc nhiệm vụ linh tài. Trước nguy hiểm liên quan đến sự sống cái chết, tất cả mọi người đều bộc phát ra nhiệt tình trước nay chưa từng có. Chương 348, Thuyền lớn Long Kình, Hạ có được bí pháp trị thương thần hồn của lưu chấn huyên tặng thức hải mạc vấn hồi phục nhanh chóng hơn nữa hắn còn có một thu hoạch ngoài sức tưởng tượng bộ bí thuật này cộng minh cùng với bí âm chữ cúng tạo thành một đạo phù văn kiếm ấn huyền ảo bên trong chủ nguyên linh màu vàng kim của hắn tuy cái đạo phù văn này mới chỉ được một thành mà mạc vấn đã có cảm giác thần hồn của mình được trải qua một lần gột rửa tinh thần trở nên vô cùng minh mẫn thông tuệ kiếm thức thì ngày càng cô động và nhạy cảm Đúng là về số lượng không tăng thêm bao nhiêu nhưng chất lượng đã được tăng vọt lên hơn 3 lần. Nếu như Lưu Chấn Huyên biết được những biến đổi vừa rồi của Mạc Vấn thì chắc hẳn đã rất hối tiếc. Bí pháp hắn vừa cho Mạc Vấn là một phần của Đại Diễn Thần Kiếm Quyết, nó nói về những quy tắc vận dụng để tu dưỡng phần hồn, đơn giản chỉ là những quy tắc vận dụng chung chung mà thôi. Nếu không có được những quy tắc cơ bản của Đại Diễn Thần Kiếm Quyết thì dù có vận dụng nó tối đa cũng chỉ cho một hiệu quả vừa phải. Không có gì là quá quý giá. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng Mạc Vấn đã có truyền thừa cấm pháp diễn tinh thần cấm, lại còn nhận được bí âm chữ cúng từ bên trong thanh linh kiếm lam tinh kiếm. Mà cái bí âm chữ cúng kia lại chính là một phần cơ bản cấu thành đại diễn thần kiếm quyết. Cái sự kết hợp ngoài ý muốn đó vô tình lại khiến Mạc Vấn tu luyện thành công phần thêm chút nhất của đại diễn thần kiếm quyết. Có điều chính Mạc Vấn cũng không hiểu điều đó, hắn chỉ xem xét sơ qua dị biến vừa rồi khi thấy không có vấn đề gì trục trặc thì hắn cũng chả thèm truy cứu thêm. Có thêm tủy não của huyễn tinh loa mẫu là loại kết tinh thuần khiết của lực tinh thần, chỉ sau 3 ngày, thức hải mạc vấn đã được hồi phục hoàn toàn, bao nhiêu tổn thất tinh thần và nguyên linh đã được bù đắp lại toàn bộ. Lúc này, Lưu Chấn Huyên đã cầm trong tay một bản thiết kế chi tiết của thuyền Long Kình, cứ dựa theo bản vẽ đó mà luyện chế và lắp ráp là xong. Tất cả những linh kiếm sư có kinh nghiệm luyện khí cũng đã được chia thành các tổ để luyện chế ra từng bộ phận của kiếm thuyền. Ba tòa điện chuyên dùng để luyện chế trên đảo Phục Long lúc trước bị rơi vào tay giặc, nay cũng đang được tái sử dụng, tuy có chút hư hại nhưng hỏa nhãn dẫn động địa hỏa dưới lòng đất vẫn đang cháy đỏ nên tiết kiệm được một lượng lớn khí lực của các linh kiếm sư. Toàn bộ đảo Phục Long lúc này như một đại công xưởng nhộn nhịp. Mặt Vấn vừa xuất quan đã thấy ngay cảnh tượng này. Mạc Huynh đã hồi phục rồi hả? Hiện nay đang có vấn đề nan giải đây. Lưu Chấn Huyên hất hải đi tới chỗ Mạc Vấn. Vấn đề gì nan giải vậy? Linh tài cấp 3. Trên đảo lúc này ngoài hai ta ra thì chỉ có một vị linh kiếm sư đạt cảnh giới kiếm nguyên sơ kỳ, không có đủ người để luyện chế linh tài cấp 3. Không thể dùng các linh tài cấp thấp để hoàn thành kết cấu của kiếm thuyền hả? Mạc Vấn khẽ nhíu mày. Lưu Chấn Huyên lắc đầu, Huynh nghĩ thì đơn giản, nhưng thực tế thì do thân tàu quá lớn nên cũng phải chịu một áp lực khổng lồ. Linh tài cấp 1, cấp 2 không chịu nổi đâu. Vì vậy nên ngoài trục xương sống ra, những bộ phận phụ trợ của trục xương sống cũng phải dùng linh tài cấp 3. Nếu không thì dù có chế tạo thành công thì kiếm thuyền cũng mỏng manh như chiếc hộp gỗ mà thôi, khi bị ngoại lực ép mạnh sẽ sụp đổ ngay. Mặt vấn khẽ trầm ngâm, nếu như ba người chúng ta cùng liên thủ luyện chế thì cần bao lâu? ít nhất cũng phải mất 3 tháng, bởi vì ta chủ tu kiếm quyết hành thủy, còn huynh chỉ là thuộc tính sát lục, luyện chế trận văn thì được chứ luyện chế nguyên liệu thì chúng ta không phải hàng cao thủ. Chỉ còn trông chờ vào Lạc Thu Minh nên 3 tháng là cố gắng lắm rồi đấy. Cái tên Lạc Thu Minh mới được Lưu Chấn Huyên nhắc tới là một linh kiếm sư kiếm nguyên sơ kỳ đi theo âm vô cực, gã này chủ tu kiếm quyết hành hỏa. Trong lúc mặt vấn hôn mê, không hiểu sao gã không thừa cơ gây náo loạn, cũng không hề tham dự vào vụ cướp kiếm thuyền, từ đầu tới cuối chỉ lặng im một chỗ quan sát. Tuy Mạc Vấn có chút chán ghét những kẻ gió chiều nào che chiều đó nhưng cũng không thể không công nhận gã kia là một kẻ thức thời. 3 tháng Lông mày Mạc Vấn nheo lại, bọn hắn làm sao có nhiều thời gian như vậy, ở lại đảo Phục Long này thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm, đại quân hải tộc có thể công thành bất kỳ lúc nào. Vấn đề linh tài cấp 3 đúng là nan giải, nếu như mệnh nguyên của hắn còn nguyên vẹn thì có thể dùng ngọn lửa vàng của mệnh nguyên để luyện chế, nhưng lúc này mệnh nguyên của hắn chỉ còn yếu ớt, không thể tùy tiện sử dụng được. Vậy thì làm sao luyện chế được linh tài cấp 3? Mạc Vấn bỗng nhìn thấy bảy tám cái lò luyện cao chừng 10 thước đứng sừng sững ở quảng trường thành Phục Long cách đó không xa, một số linh kiếm sư dưỡng kiếm và kiếm mạch đang chỉ huy mấy ngàn thanh niên trai tráng luyện chế ra mấy tấm huyền thiết và đồng tinh rộng cỡ vài trường mấy cái lò kia chỉ là lò luyện kim loại thông thường của thế tục. Nó luyện chế ra được những nguyên vật liệu dưới cấp linh tài cấp 1, mà hơn 1 phần 3 kết cấu của kiếm thuyền sử dụng loại nguyên vật liệu ấy. Quan sát mấy cái lò luyện đó, mặt vấn chợt lờ mờ nhớ tới một vật, một vật như đã bị hắn lãng quên. Một đạo linh quang lóe lên, một cổ cự đỉnh cao trên trục trượng màu đỏ thẩm hiện ra trước mặt mặt vấn, từng tia nhiệt bức người lập tức đập vào mặt mọi người. Xích hỏa nguyên đồng lưu chấn huyên thét lên một tiếng kinh hãi tiếp đó hắn nhào tới với một vẻ mặt vô cùng mừng rỡ hắn vuốt ve từng hoa văn trên cái đỉnh đồng đỏ sậm bất chấp hơi nóng chà chà đúng là cái đỉnh làm bằng xích hỏa nguyên đồng vật này ở hải ngoại hiếm lắm đó đảo thiên diễn của ta cũng có một cái nhưng bị mấy lão gia hỏa dùng linh khí che giấu cứ như là một chỗ cất vật bảo vậy đương nhiên mạc vấn không nói cho hắn biết cái đỉnh đồng này rất có thể là một vật thuộc về kiếm tông thiên diễn sau lần đi đầm lầy mê vụ lấy được cái đỉnh đồng cấp 3 này, dường như chính Mạc Vấn cũng đã lãng quên nó. Ha ha, đã có cái đỉnh đồng này thì linh tài cấp 3 không thành vấn đề rồi, ước chừng chỉ khoảng 10 ngày là có thể chế tạo xong xuôi rồi. Lưu Chấn Huyên cũng không hề có ý truy cứu ngút gốc cái đỉnh đồng. Hắn đang bị niềm vui chế tạo xong kiếm thuyền kích động nên quên luôn cả việc thu hồi cái đỉnh đồng kia. Nhìn thấy ai ai cũng bận rộn, Mạc Vấn bỗng thấy mình chả có việc gì làm, việc bố trí cấm trận cũng chả cần tới hắn vì ở đây đã có lưu chấn huyên là một đại sư trận đạo xuất thân chính tông hắn thò tay vào chỉ là tự làm xấu mình trầm ngâm một chút hắn bỗng nhớ tới một chuyện nên gọi người chỉ huy là tịch phi tuyết lại bên trong một chiếc kiếm thuyền bốn cánh mấy chục cổ nữ thi nằm song song trong khoang thuyền đương nhiên những cổ nữ thi này không phải là thi thể của người thật mà chỉ là những con linh kiếm sư khôi lỗi do âm vô cực luyện chế ra tổng cộng có 2.763 người, từ lúc âm vô cực chết tới giờ vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, lưu tiền bối cũng đã kiểm tra qua và nói tin thần lực của các nàng đã cạn kiệt, ý thức bản ngã không có cách nào sống lại được. Giờ chỉ còn biết trông chờ vào bản năng muốn sống của các nàng thôi, nhưng mà tỷ lệ thành công cũng vô cùng nhỏ. Hai nắm đấm của tịch phi tuyết siết chặt lại, ánh mắt tỏa ra vẻ thù hận đậm đặc, cùng là nữ nhân nên nàng cũng dâng lên niềm thương cảm, chỉ muốn phanh thay xé xác âm vô cực. Mạc Vấn lại gần một nữ linh kiếm sư kiếm cương sơ kỳ rồi kiểm tra một lần thật cẩn thận. Cũng giống như lời nhận xét của Lưu Chấn Huyên, linh quan của nàng ta trong thức hải vô cùng ảm đạm, tuy có nguyên linh nhưng bên trong nguyên linh không hề có chút động đậy nào, giống hệt một cái xác không hồn. Tình trạng này giống như cơ thể đã bị tổn hao hết sạch linh lực của linh kiếm, vì bảo vệ cho thân thể mà kiếm linh đã bị hôn mê sâu, không hề có chút cảm ứng gì với thế giới bên ngoài, dường như là đã chết hẳn, chỉ khi nào chủ nhân dùng ý niệm rót vào thì mới tái sinh lại được, nếu không sẽ bị hôn mê vĩnh viễn. Mà với tình trạng hiện nay của ý thức các nàng thì nếu như không có ngoại lực kích hoạt vào thì các nàng sẽ bị phong tỏa vĩnh viễn trong thế giới tinh thần của chính mình. Ngoài những điều trên thì Mạc Vấn còn phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng nữa, đó là dường như những cô gái này đã hấp thụ một lực kích phát quá sức nên chỉ còn có 10 năm tuổi thọ thôi. Nói cách khác là nếu các nàng có tỉnh lại được thì cũng chẳng thể sống quá 10 năm nữa. Quan sát thấy nữ linh kiếm sư nhỏ tuổi nhất mới khoảng 14, 15 tuổi, rốt cục Mạc Vấn đã hiểu được tại sao các nàng lại có tu vi cao trước tuổi như vậy. Kích phát hết tiềm năng sinh mệnh làm chất dinh dưỡng nuôi nguyên âm. Thay ngén ra chân âm chi khí, sau đó dùng chân âm chi khí này làm căn cơ để cô động thành chân âm kiếm cương. Đây là kết quả suy đoán của Mạc Vấn sau khi xem xét cơ thể của nữ linh kiếm sư kia, trong mắt hắn hiện lên mấy tia vô cùng lạnh lẽo, hắn đột nhiên cảm thấy giết chết âm vô cực như vậy còn là quá dễ giải với lão ta. Tiền bối à, có cách nào làm các nàng tỉnh lại không? Tịch Phi Tuyết nhìn về phía Mạc Vấn với hy vọng ngập tràn. Mạc Vấn nhíu mày trầm tư. Không thể nghi ngờ việc hơn 2.000 nữ nhân này sẽ tạo ra một chiến lực rất lớn, bởi vì trong số các nàng, người yếu nhất cũng là kiếm cương sơ kỳ, tuy nói là chỉ có vẻ ngoài nhưng mà chân âm kiếm cương là hàng thật giá thật. Nếu hơn 2.000 người có thể kết hợp thành một kiếm trận đặc thù thì xem ra linh kiếm sư dưới cấp kiếm thai khó có thể làm gì được. Chỉ là vấn đề 10 năm tuổi thọ quả là sự thật tàn khốc, không biết là khi tỉnh lại các nàng có chấp nhận nổi hay không. Sau một lúc lâu trầm ngâm suy nghĩ, Mạc Vấn khẽ thở dài rồi lấy ra một khối tủy não huyễn tinh loa mẫu và đặt lên trên trán thiếu nữ kia. Một đạo sóng tinh thần thuần khiết khẽ chấn động rồi truyền vào trong thức hải thiếu nữ, phản phất giống như một tia sáng soi vào trong màn đêm tối. Một tia sóng tinh thần yếu ớt từ một chỗ sâu thẳm bên trong thức hải thiếu nữ khẽ động rồi truyền ra ngoài. Khi nó tới được khối tủy não kết tinh huyễn linh loa mẫu và thoải mái hấp thụ linh lực thì cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau một lát, Mạc Vấn thu lại khối tinh thể, trong lòng có chút thở vào nhẹ nhõm, đúng là có tác dụng. Mạc Vấn giao lại khối tinh thể cho tịch phi tuyết, nàng đặt khối tinh thể này lên trên khiếu huyệt của các nàng ấy, chờ khi nào ý thức của các nàng ấy có phản hồi lại thì lấy nó ra. Ở đây còn có mấy khối nữa, nàng kêu thêm mấy người nữa chia nhau ra cùng làm. Mạc Vấn lấy ra thêm bốn khối tủy não kết tinh. Tịch phi tuyết đã cảm nhận được sau khi Mạc Vấn từ từ chữa trị, ý thức của các thiếu nữ kia đã tái sinh lại trên mặt nàng ngập tràn niềm vui ngay lập tức nhận lấy các khối tủy não kết tinh và tiến hành ngay việc cứu chữa khẽ thở dài một tiếng rồi mặc vấn đi về phía kiếm thuyền đúng trước thi hài của thú long kình lúc này huyết nhục và nội tạng bên trong cơ thể thú long kình đã bị khoét mất hơn nữa khối thân thể khổng lồ dường như hơi quắc lại một chút lờ mờ có thể nhìn thấy khung xương bên dưới lớp da màu đen cái miệng khổng lồ của nó đang được chống lên bởi mấy cái cột trụ huyền thiết cao vài trục trượng nên đang ngoát ra, vô số người đang ra vào qua cái miệng đó, truyền tay nhau từng khối thịt bị cắt ra và chuyển ra bên ngoài, cảnh tượng giống như một bầy kiến khổng lồ đang chăm chỉ làm việc. Cuối cùng thì sức mạnh của tập thể cũng mang lại kết quả, dưới sự nỗ lực của hơn 30 vạn con người, sau 5 ngày thì thân thể của thú Long Kình đã được khoét rỗng và rửa ráy sạch sẽ. Lưu Chấn Huyên bắt đầu khắc trận văn lên bộ xương và da mông của nó, Mạc Vấn không nhúng tay vào mà chỉ lặng lặng đứng quan sát thủ pháp bố trí cấm văn của Lưu Chấn Huyên. Sau đó hắn đối chứng với những điểm còn thiếu sót của mình và bắt đầu chỉnh sửa lại, cuối cùng sự lĩnh ngộ đạo thuật cấm trận đã tăng tiến mạnh. Lưu Chấn Huyên không hổ danh là đệ tử chân truyền của kiếm tông thiên diễn. Chỉ mất có 3 ngày đã xây dựng xong bộ khung cấm trận cho chủ thể. Đúng là khi dùng đồng thời diễn tinh thần cấm và thiên cương linh cấm làm cấm pháp hỗn hợp thì có thể đạt được mục đích là có thể điều khiển bằng hai thứ song song là linh thức và kiếm khí. Hơn nữa chương trình điều khiển lại rất ngắn ngọn, có khả năng điều khiển một phạm vi rộng lớn rất đơn giản. May mắn là có sự khống chế của diễn tinh thần cấm, nếu không thì với một con tàu khổng lồ như thế này, một người không thể điều khiển nổi. Chương 349, Giao Long Hiện Thân không biết có đúng là trước cơn bão lớn luôn là một khoảng lặng im hay không từ đợt thú triều gần nhất đã qua hơn nửa tháng vùng biển xung quanh đảo phục long không hề bị uy hiếp bởi các đàn hải tộc không khí yên bình không khiến cho người ta được nhẹ nhàng thả lỏng mà ngược lại còn phát sinh cảm giác phập phồng lo sợ nhiều hơn cho dù là linh kiếm sư hay thường dân đều cố gắng hơn thường lệ cố gắng hết sức hoàn thành công việc của mình khung xương sống của chủ thể đã hoàn thành việc tiếp theo là làm bông thuyền toàn bộ kết cấu thuyền long kình chia làm 60 tầng, ước chừng ít nhất phải một tháng nữa mới có thể xong. Hiện tại Lưu Chấn Huyên đội một cái khăn trùng đầu nhìn giống như một anh đốc công của thế tục. Chả còn chút phong thái nào của một đệ tử chân truyền kiếm tông cấp 4, tóc tai hắn bù xù, hai mắt cũng đỏ vàng lên những tia máu chằn chịt. Trong lòng Mạc Vấn trào dân một cảm giác ấy nấy, toàn bộ cấm trận trên thuyền Long Kình đều do một tay Lưu Chấn Huyên bố trí sắp đặt. Cấm trận thì còn dễ làm, còn kiếm trận thì cần dùng tới kiếm phù và kiếm khí, để chế tạo ra một bộ kiếm trận thượng phẩm cấp 3 thì Lưu Chấn Huyên cần thời gian 10 ngày liên tục không ngủ nghỉ. Bộ kiếm trận này là kiếm trận huyền thiên khảm thủy vạn hóa mà Mạc Vấn cũng có biết ít nhiều, vốn dĩ nó có thể đạt tới siêu phẩm cấp 3 nhưng mà do linh tài hành thủy không có đủ nên chỉ đạt tới trình độ thượng phẩm. Tuy nhiên Lưu Chấn Huyên cũng không hề muốn chỉ có tầng đó, Hắn lục tìm moi ra toàn bộ linh tài cấp 3 chế tạo thêm 3 tòa kiếm trận thượng phẩm cấp 3, thuộc hành kim, mộc, thổ nữa. Vốn dĩ hắn muốn chế ra cả tòa hành hỏa luôn nhưng không thể dung hợp nổi ngũ hành nên đành thôi. Nói một cách khác, kiếm thuyền Long Kình được trang bị cùng lúc 4 tòa kiếm trận thượng phẩm cấp 3, nó có thể đánh lui kiếm nguyên viên mãn một cách dễ dàng, có thể khẳng định nó là một kiện vũ khí khủng dành cho chiến tranh. Chỉ có một điểm đáng tiếc duy nhất là kết cấu bên trong quá yếu nên không thể chịu nổi những cú va chạm quá mạnh. Đây cũng là điểm yếu không thể tránh khỏi, chỉ có thể trông chờ sau này tu bổ lại cho hoàn thiện hơn. Ngoại trừ kiếm trận huyền thiên khảm thủy vạn hóa, Mạc Vấn chưa từng biết tới ba tòa kiếm trận còn lại. Hắn liền tranh thủ cơ hội phụ giúp Lưu Chấn Huyên một tay để có thể học hỏi, nắm giữ toàn bộ bí kíp của chúng, từ đó trở đi thì xét trên lĩnh vực bố trí kiếm trận ở cấp 3, mạc vấn đã có thể vỗ ngực tự hào là một trận đạo đại sư cấp độ sừng sỏ đúng lúc mạc vấn và lưu chấn huyên đang bận rộn thì tịch phi tuyết tới tìm các nàng ấy muốn gặp ta hả mạc vấn thấy trong lòng nao nao do những ngày này quá khẩn trương tập trung cho công việc chế tạo kiếm thuyền nên việc cứu giúp những nữ linh kiếm sư trước kia đi theo âm vô cực bị hắn gác lại phía sau ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn chục ngày xem ra có vẻ những cô gái kia đã khôi phục rồi đúng vậy. Tịch phi tuyết đáp lời, các nàng mong muốn được gặp mặt để bái tạ mạc tiền bối. Lưu chấn huyên ở cách đó không xa đang huyết sáo treo trọc, mạc huynh à, huynh cần vào trong chuẩn bị tinh thần cho tốt vào nhé, mấy nữ hài kia muốn lấy thân báo đáp lại việc tốt của huynh đó mà. Trước những lời trêu trọc của bạn, Mạc vẫn không thèm đáp lời mà chọn cách bỏ ngoài tai. Phía trên kiếm thuyền bốn cánh của đảo Lưu Ly, hơn 2.000 cô gái đã tề tựu đầy đủ trên bông thuyền, cho dù chiếc kiếm thuyền bốn cánh khá rộng rãi nhưng gần ba ngàn con người đứng đó cũng khiến người xem có cảm giác chen chút chật hẹp. Do tu luyện chân âm kiếm cương nên trên mặt mỗi cô gái đều toát lên một cổ chi khí âm lãnh, cho dù mặt vấn là kiếm thể mà cũng có thể cảm nhận được những lãnh ý bất thường đó. Đứng đầu là năm nữ linh kiếm sư kiếm cương viên mãn, tuổi của các nàng cũng sắp xỉ với tịch phi tuyết nhưng mà tư chất đích thực không thể sánh cùng vị đệ tử chân truyền đảo Lưu Ly các nàng vốn dĩ chỉ có tu vi kiếm cương sơ kỳ hoặc trung kỳ. Do âm vô cực dùng bí pháp luyện chế các nàng thành thiên âm kiếm khôi nên tu vi mới tăng vọt lên như vậy, tuy nhiên cái giá phải trả là chỉ còn được 10 năm tuổi thọ. Ngoài năm nàng ra còn có 30 kiếm cương hậu kỳ, hơn 300 kiếm cương trung kỳ, còn lại đều là kiếm cương sơ kỳ. Chúng nô tỳ sinh đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Dưới sự chỉ huy của năm kiếm cương viên mãn, hơn 2.000 cô gái đồng loạt hướng về phía Mạc vấn quỳ gối bái lạy. đây là lễ tiết trang trọng nhất của linh kiếm sư giới. Mạc vấn không nở từ chối nên đành nhận lấy cái lạy này. Sau đó hắn hỏi thăm các nàng về dự định cho tương lai. Năm nữ linh kiếm sư khẽ liếc nhau rồi một người đứng ra nói với Mạc Vấn, chúng nô tỳ đã không có nhà để về, hơn nữa cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, nếu như tiền bối không chê thì chúng nô tỳ nguyện ý đi theo tiền bối để báo đền ân đức lông mày mạc vấn khẽ nhăn lại, chiến lực do hơn 2.000 người này tạo ra đúng là một sự hấp dẫn tương đối lớn, nhưng mà hắn không có ý định khai tông lập phái ở hải ngoại, nếu tiếp nhận họ thì chả khác nào khoác thêm một gánh nặng vào thân. Hắn đến hải ngoại với mục đích rất đơn giản. Một là tị nạn, hai là để tu luyện, chờ khi có đủ thực lực sẽ quay về tinh các tử vân để điều tra rõ ràng mọi ân oán của chú kiếm Sơn Trang. Việc này chờ tới lúc rời khỏi huyết hồn hải rồi tính. Cuối cùng Mạc Vấn không nhận lời nhưng cũng không từ chối thẳng thừng, hắn không muốn làm tổn thương thêm tâm hồn của những cô gái vốn đã rất yếu ớt kia. Hơn 2.000 nữ linh kiếm sư thành thục là một sự thu hoạch ngoài ý muốn, có sự tham gia của họ nên tiến độ công việc chế tạo kiếm thuyền được nâng cao thêm hơn chục lần. Nên nhớ rằng trong các cô gái kia thì yếu nhất cũng là kiếm cương sơ kỳ. Sức lao động của họ có thể gấp ngàn vạn lần thanh niên trai tráng bình thường của tục giới, mấy khối cấu kiện nặng hơn vạn cân mà nằm trong tay các nàng lại trở thành nhẹ nhàng. Hiệu suất làm việc tốc hành khiến người ta phải trố mắt ngạc nhiên, chỉ mất có 5 ngày, bông thuyền có 60 tầng đã được hoàn thành. Tổng diện tích lớn gấp chục lần so với tòa thành Phục Long. Công việc sau đó là thiết kế từng khoang, giống như trước, tiến độ diễn ra nhất chóng vánh, chỉ vỏn vẹn trong 7 ngày đã hoàn thành mấy chục vạn khoang thuyền. Sau đó là việc khắc chữ cấm văn lên các đồ vật sắp đặt từng bộ vị của kiếm truyền vào chung trong hệ thống cấm trận. Công việc này thì khó có ai làm thay mặt vấn và lưu chấn huyên được. Ngay cả vị kiếm nguyên sơ kỳ lạc thu minh kia cùng với tịch phi tuyết cũng chỉ hỗ trợ được một phần rất nhỏ những cấm văn đơn giản, còn các linh kiếm sư khác thì chỉ biết dương mắt nhìn. Không phải ai cũng biết về trận đạo cấm trận, nói vui chứ trở thành một luyện khí sư đã là khó đối với bọn họ. Ngay thời điểm Mạc Vấn và Lưu Chấn Huyên đang đau đầu vì việc hoàn thành bộ cấm trận thì trên mặt biển cách đảo Phục Long mấy ngàn dặm đang xảy ra một trận chiến. Bốn chiếc kiếm thuyền hai cánh đang bị ngàn vạn con yêu thú hải tộc có khả năng bay lượn trên không bao vây, trên mặt biển cách đó không xa có hơn chục con cự thú cấp 3 đang phủ phục trên mặt biển, chúng lạnh lùng quan sát trận chiến không cân sức kia. Cầm đầu là một con bức giật hải long thú siêu vị cấp 3, đứng trên đỉnh đầu nó có một thanh niên mang vẻ mặt âm lệ, thanh niên này có tướng mạo khá anh tuấn, tuy nhiên hai bên lông mi ẩn ẩn có một cổ lệ khí bao trùm. Quá dị hơn nữa là trên trán thanh niên đó mọc ra hai cái sừng uốn cong lên phía trên, chính giữa trán còn có một cái rãnh chia đôi hai bên đầu. Trên mặt hắn còn có thêm mấy miếng vảy lân màu đen rậm rạp. Dưới sự bao vây công kích của ngàn vạn yêu thú, bốn chiếc kiếm thuyền hai cánh không thể tồn tại quá một khắc, từng chiếc từng chiếc một bị phá tan trên không trung những linh kiếm sư trên kiếm thuyền lúc này giống như ngọn nến sắp tắt khi gặp phải mưa to gió lớn chỉ trong nháy mắt từ khi kiếm thuyền bị hủy họ đã bị bao phủ bởi bầy yêu thú sự việc bốn chiếc kiếm thuyền bị tiêu diệt giống như ném một hòn đá vào trong biển nước mênh mông chỉ tạo ra một chút rung động nhỏ mà thôi ngàn vạn yêu thú lại lặng mất tâm trong lòng biển mặt biển khôi phục lại vẻ bình yên chỉ còn một vài mảnh gỗ vỡ ra từ những chiếc kiếm thuyền là đang nổi bập bình cuối cùng cũng trôi dạt về nơi nào không rõ. Người trên đảo Phục Long không hề biết sự việc hai đại kiếm môn và một đám linh kiếm sư phản bội đảo, cướp kiếm thuyền để chạy trốn đã bị trông thay ở vùng biển cách đảo mấy ngàn dặm. Kế hoạch di dời thành Phục Long đã đi tới bước cuối cùng. Do phải tranh thủ thời gian nên mặt vấn và Lưu Chấn Huyên bố trí cấm chế vô cùng đơn giản, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được từng bộ vị trên kiếm thuyền chăm chú hơn một chút cho việc bố trí kiếm trận phòng ngự cho thân kiếm thuyền. Sau đó liền khu chiên gõ chống sắp xếp cho toàn bộ cư dân trong thành lên kiếm thuyền. Do toàn bộ vật tư trên đảo Phục Long đã được chuyển lên 36 chiếc kiếm thuyền phi vũ, nên chỉ cần chờ đủ người lên thuyền là xuất phát ngay. Cũng vì thời gian gấp gáp nên kiếm thuyền Long Kình được thiết kế bài trí rất đơn giản, ngoại trừ có các khoang trống ra thì chả còn gì khác, gần như là tứ phía trống không còn về việc tại sao lại phải gấp gáp vội vàng do mạc vấn và lưu chấn huyên cảm nhận được một cổ nguy hiểm như những đám mây đen đang rình rập bao phủ trên đầu đảo phục long đây chính là khả năng dự cảm trước những nguy hiểm của các linh kiếm sư cao cấp thần hồn càng mạnh thì cảm giác đó cũng mạnh theo hơn nữa hai người đều là những người am hiểu đạo thuật tu vi tinh thần ngay sau khi toàn bộ cư dân trong thành bắt đầu lên thuyền một đạo lưu quan từ phía xa lướt đến rồi nhanh chóng rơi xuống ngay bên cạnh mạc vấn một bóng nữ nhân hiện ra, đó chính là một trong năm nữ linh kiếm sư kiếm cương viên mãn. Bạch Hiểu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặt vấn khẽ cao mày, hắn có một dự cảm không tốt. Tiền bối, phía nam xuất hiện một lượng lớn hải tộc đang tiến gần về phía đảo Phục Long. Sắc mặt Bạch Hiểu tái nhật đi. Quy mô như thế nào? Khoảng cách còn bao xa? Thuộc hạ không dám tới gần, tuy nhiên có hơn 10 cổ yêu khí vượt quá cấp 2 tới lúc này có lẽ chỉ còn cách đảo khoảng 600 dặm thôi. Hơn chục con yêu thú cấp 3 hả? Bọn hải tộc đúng là quan tâm đặc biệt tới chúng ta. Lưu Chấn Huyên khẽ cười một tiếng, thần sắc của hắn cũng không có vẻ quá lo lắng, từ khi ngưng tụ kiếm nguyên tới giờ, lại thêm việc linh kiếm hoàn toàn nhận hắn làm chủ, niềm tin của hắn đã tăng vọt lên nhiều lần. Mặt vấn thì không có được cảm giác nhẹ nhàng như Lưu Chấn Huyên, hắn muốn đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, hiện tại còn khoảng bao lâu mới hoàn thành việc đưa hết người lên thuyền. Như tiến độ hiện tại thì cần ít nhất nửa canh giờ mới xong. Một gã đệ tử đảo Lưu Ly đáp lời. Thú Triều chỉ cần thời gian một khắc là vượt qua đoạn đường 600 dặm. Tịch Phi Tuyết khẽ nói. Mạc Vấn khẽ gật đầu, bạch hiểu, nàng chọn ra 500 đệ tử lưu lại đảo, phối hợp với người của đảo Lưu Ly chỉ đạo công việc đưa dân cư lên thuyền, còn tất cả những người khác mau lên kiếm thuyền theo ta ra nghênh địch. Rất nhanh chóng, bốn chiếc kiếm thuyền bốn cánh và 32 kiếm thuyền hai cánh cấp tốc khởi hành hướng về vùng biển phía nam đảo để nghênh địch. Trong nháy mắt, một cổ yêu khí mãnh liệt vô thiên cái địa ập tới, bao phủ toàn bộ bầu trời phía nam đảo Phục Long. Lúc này Lưu Chấn Huyên mới có chút biến sắc, số lượng yêu thú chắc chắn vượt qua con số 10 vạn. Mặt biển rung chuyển ầm ầm, hơn chục thân hình cực lớn rồi lên khỏi mặt nước, thanh niên đứng trên đỉnh đầu bức dực hải long thú khiến người ta chú ý nhất. Giao tộc Sắc mặt Lưu Chấn Huyên đã thay đổi quay ngoắt 180 độ, cái gì vậy? Xúc động cả giao tộc sao? Nhìn thấy Thuế Lân Kỳ chắc chắn là Giao Long rồi. Giao Long, một trong các vương tộc của hải tộc, danh tiếng sánh ngang hàng với Giao Nhân. Khi trưởng thành đều có được thực lực ở cấp 4. Nhìn vào cặp sừng trên đầu của thanh niên quái dị kia là biết hắn chuẩn bị lột xác thành giao long trưởng thành. Đã có được tư cách của yêu thú cấp 4. Nói cách khác là đã là chuẩn yêu thú cấp 4. Khi nào xóa sổ toàn bộ những nét không đặc thù trên cơ thể chính là lúc hắn chính thức trưởng thành. Chương 350: Giết giao thượng. Trong khoảnh khắc, chiến tranh đã bùng nổ. Hàng ngàn vạn yêu thú hải tộc từ mặt biển bay lên không trung lao tới các kiếm thuyền linh lực trên 36 chiếc kiếm thuyền lập tức được triển khai tối đa. Từng đạo Từng đạo kiếm quang vạch lên bầu trời chém vào đàn yêu thú. Vô số thi thể yêu thú rơi xuống mặt biển như sao xa, nhưng bọn chúng con trước ngã xuống, con sau lại tiếp tục ùng ùng sông lên. Trên kiếm thuyền, tất cả linh kiếm sư đạt cảnh giới kiếm cương trở lên cũng bắt đầu toàn lực xuất thủ. Kiếm cương dày đặc tạo thành một màn kiếm quang, phải rất khó khăn mới có thể áp chế thú triều tại khoảng không giữa mặt biển và kiếm thuyền, không cho yêu thú có cơ hội tới gần kiếm thuyền. Những yêu thú này thấp nhất cũng là hạ vị cấp 2. Với số lượng lớn như vậy yêu thú thì chỉ cần tùy tiện xông tới thôi cũng khiến kiếm thuyền hai cánh không thể chịu nổi. Đứng trên mũi kiếm thuyền bốn cánh, Mạc Vấn cùng Lưu Chấn Huyên quan sát đợt thú triều như những đám thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa với một vẻ suy tư. Hắc hắc, Tiểu xà này cũng có chút thông minh, dùng yêu thú cấp thấp để tiêu hao lực lượng của chúng ta, chờ chúng ta mỏi mệt rồi mới ra tay tiêu diệt. Tuy nhiên sự thông minh của hắn lại đang phản tác dụng, cái chúng ta cần chính là thời gian. Lưu Chấn Huyên cười nói. Với phương thức công kích tự sát, chỉ trong một khắc thời gian, trên 3.000 yêu thú cấp 2 đã bị Linh Kiếm Sư phối hợp với kiếm thuyền giết chết. Tuy nhiên, chúng đều là yêu thú trung hoặc hạ vị con số này đối với thú triều do thanh niên giao long xuất lĩnh vốn chẳng thấm vào đâu mà cũng không ảnh hưởng nhiều đến thực lực của đoàn quân yêu thú bức dực hải long thú cạnh thanh niên giao long đang mày nhăn mắt nhíu cuộc chiến có vẻ không dễ dàng số lượng linh kiếm sư kiếm cương trong đội thuyền có chút vượt quá tưởng tượng của chúng chiến thuật biển thú cũng không mấy hiệu quả xem ra đã đến lúc cần hiển lộ thực lực rồi thanh niên giao long gầm lên một tiếng rồng ngâm cao vút tạo nên một cổ áp lực vô hình bao phủ lên tất cả mọi người. Long uy. Một linh kiếm sư nghẹn ngào kêu lên. Mặt vấn cũng âm thầm kinh hãi, tiếng rồng ngâm vừa nãy khiến cho hắn cũng sinh ra một tia cảm giác run sợ, tuy rất nhanh chóng bị bài trừ nhưng quả thật nó có tác động đến thần trí của hắn. Loại này chính là giao long chi ngâm hàng thật giá thật mà không phải mấy loại long thú tạp chủng khác có thể làm được. Thú triều được long uy kích thích càng trở nên điên cuồng tất cả yêu thú hung hãn, chẳng kể sống chết cùng nhau kích phát yêu đang tấn công về phía kiếm thuyền. Dưới áp lực bắn phá điên cuồng, cuối cùng hệ thống phòng ngự của kiếm thuyền đã cảm thấy sức ép ngày càng mạnh trên toàn bộ phạm vi phòng thủ. Kiếm trận phòng ngự của kiếm thuyền đã lộ ra sơ hở và bắt đầu phải đối mặt với sự công kích trực diện của đám yêu thú. Thuyền số 33 không duy trì nổi nữa rồi. Ngay sau tiếng thét kinh hãi, Tuyến phòng ngự hộ thân của một chiếc kiếm thuyền hai cánh ầm ầm sụp đổ. Tuy nhiên, các linh kiếm sư trên thuyền đã kịp chuẩn bị sẵn kiếm đồ trung phẩm cấp 2 để tạm thời bảo vệ kiếm thuyền. Nhanh thay thế linh thạch. Trùng tu kiếm trận. Trên kiếm thuyền, sau một hồi ngắn ngủi kinh động thì rất nhanh một tầng linh quang lần nữa bao phủ lấy kiếm thuyền. Mảnh kiếm đồ tuy đã được thu hồi lại nhưng vẫn chịu không ít tổn thương tại các kiếm thuyền hai cánh còn lại tình huống tương tự cũng lần lượt xảy ra. Tuy nhiên, không phải kiếm thuyền nào cũng có kiếm trận siêu phẩm cấp 2, thậm chí một số chỉ là kiếm trận trung phẩm cấp 2. May mắn rằng tình huống như vậy cũng đã được tính toán trước, nên mỗi kiếm thuyền đều trang bị thêm tối thiểu kiếm đồ trung phẩm cấp 2 hoặc trận bàn. Trong trường hợp kiếm trận phòng ngự không chịu nổi thì có thể giúp trì hoãn thêm một khoảng thời gian dù sao hiện tại bọn họ không thiếu linh thạch nên căn bản cũng chẳng sợ tiêu hao chúng. Thêm một khắc thời gian nữa trôi qua, trên dưới 7.000 yêu thú hải tộc bỏ mạng dưới kiếm thuyền. Vô số cổ thi thể không trọn vẹn trôi nổi trên mặt biển khiến nước biển nhuộm màu máu. Thanh niên giao long cũng tự hồ mất đi sự kiên nhẫn, một lần nữa lại gầm lên một tiếng. Ầm. Um. Ào. Lại thêm một đàn yêu thú phóng khỏi mặt biển, yêu khí cuồng bạo so với đợt thú triều trước nồng đậm hơn hàng chục lần. Rốt cục hải tộc cũng đem ra lực lượng tinh nhuệ nhất trong đợt thú triều này. Tất cả đều là yêu thú có năng lực phi hành đạt cảnh giới hậu kỳ và viên mãn cấp 2. Áp lực tác dụng lên các kiếm thuyền nhanh chóng tăng lên hàng chục lần. Kiếm trận phòng ngự trên một chiếc kiếm thuyền hai cánh có phẩm chất hơi kém một chút trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Kiếm đồ được triệu ra cũng không chống đỡ được bao lâu mà nhanh chóng bị phá vỡ nhân tộc buộc phải chiến đấu trực diện với yêu thú và đã xuất hiện một số thương vong. Thuyền số 4 đi cứu viện trước. Thuyền số 23 và 27 đi hỗ trợ. Lưu Chấn Huyên lập tức ra lệnh. Hai kiếm thuyền này có cự ly gần nhất với kiếm thuyền mới bị phá vỡ kiếm trận phòng ngự, nên lập tức một trái một phải xông lên để chia sẻ áp lực. Đồng thời, một chiếc kiếm thuyền bốn cánh cũng tăng tốc nhào tới, kiếm trận trên kiếm thuyền không ngừng phát ra kiếm quan áp chế thú triều. Kết quả yêu thú đang tấn công kiếm thuyền trong phạm vi ngàn trượng đều bị quét sạch. Kiếm thuyền này lại lần nữa khởi động kiếm trận phòng ngự. Tuy nhiên cũng có hơn 10 linh kiếm sư tử nạn. Sau khi lực lượng tinh nhuệ yêu thú tham gia thú triều, liên tiếp nhiều kiếm thuyền bị yêu thú tấn công. Lưu Chấn Huyên bình tĩnh chỉ huy, điều hành tất cả kiếm thuyền phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nên không kiếm thuyền nào trong 36 kiếm thuyền bị đánh chìm chỉ có vài kiếm thuyền bị tổn thương kết cấu ở mức độ khác nhau. Nhưng nếu so sánh với tình trạng kiếm thuyền thì linh kiếm sư lại yếu đi nhiều, mỗi lần kiếm trận phòng ngự của kiếm thuyền bị đột phá là một số linh kiếm sư lại mất mạng. Tuy nhiên, họ không còn thời giờ để buồn đau vì chiến tranh đang lúc kịch liệt nhất. Thú triều đã triển khai toàn lực, mấy vạn yêu thú phát động công kích long trời lỡ đất như muốn diệt sạch nhân tộc trong cú này. Thời điểm quyết định đã đến. Họ chỉ cần chống đỡ thêm một khắc thời gian cuối cùng này là có thể rút lui rồi. Đây là điều mà mỗi linh kiếm sư đều rõ ràng, tuy nhiên Liệu Hải tộc sẽ để bọn họ nắm cơ hội này hay không? Đáp án hiển nhiên là không. Thanh niên Giao Long gần trưởng thành kia rốt cục lựa chọn quyết chiến. Các yêu thú cấp 3 đã bắt đầu xông trận. Ngoại trừ thanh niên Giao Long cùng bức Dực Hải Long thú không tham chiến. 17 yêu thú cấp 3 gồm hai con siêu vị, ba con thượng vị, năm con trung vị, 7 con hạ vị sừng sững như 17 tòa núi nhỏ xông khỏi mặt biển phát động yêu nguyên tấn công về phía các kiếm thuyền. Quái! Sao tới nhanh vậy? Lưu Chấn Huyên biến sắc, tình huống xấu ngoài ý muốn ập tới quá nhanh. Nếu theo thói quen của hải tộc thì sẽ trước tiên dùng yêu thú cấp thấp tiêu hao lực lượng nhân tộc sau đó mới phái lực lượng cấp cao hơn để diệt gọn một thể. Vì vậy mà hắn một mực để các kiếm thuyền cùng thú triều bảo trì sự cân bằng nhằm đánh lừa hải tộc rằng các kiếm thuyền của nhân tộc đang khó khăn chống đỡ gần như muốn sụp đổ. Như vậy thanh niên Giao Long sẽ từng bước tăng thêm binh lực để nhân tộc tận dụng được quỹ thời gian. Nhưng không ngờ thanh niên Giao Long lại không còn kiên nhẫn, nhanh như vậy đã toàn lực xông lên quyết đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thực lực hiện tại của bọn họ không thể chống lại hơn 10 yêu thú cấp 3 bốn chiếc kiếm thuyền bốn cánh cũng sẽ chống đỡ không được bao lâu. Lưu Chấn Huyên nghiêm túc nói, Mạc Huynh, bắt giặc trước tiên phải bắt vua, chỉ có cách tiêu diệt tên tiểu giao long kia trước tiên, chúng ta mới có chút cơ hội thắng lợi. Ta có thế vây khốn hắn được ba tức thời gian. Còn lại phải trông đợi vào huynh đó. Giao long thanh niên này tuy chưa hoàn toàn đạt hóa hình nhưng một chân đã bước vào cấp 4, vì vậy Lưu Chấn Huyên dù có cố hết sức cũng chỉ có thể kiềm chế hắn ba tức thời gian cho Mạc Vấn tranh thủ hành động. Ba tức thời gian tuy nghĩ thì rất ngắn ngủi, nhưng đây chính là đẳng cấp yêu thú cấp 4 đó nha. Lưu Chấn Huyên cũng mới chỉ vừa đạt kiếm nguyên sơ kỳ, cho dù là linh kiếm sư đạt kiếm nguyên viên mãn cũng không dám tin tưởng có thể kiềm chế được một vị linh kiếm sư cấp 4 trong ba tức thời gian. Nói như vậy chỉ sợ không ai tin, nhưng Mạc Vấn lại tin bốn chiếc kiếm thuyền bốn cánh đồng thời xông ra nên chiến nhóm yêu thú cấp 3. Kiếm quan chói lòa kết thành một màn kiếm dày đặt bao vây toàn bộ nhóm yêu thú này. Hai thân ảnh nhỏ nhắn lặng lẽ không một tiếng động xuyên qua màn kiếm, thông qua khe hở giữa các yêu thú xông thẳng về phía thanh niên Giao Long đang quan sát cuộc chiến. Muốn chết. Thanh niên Giao Long thấy rõ cử động của hai người, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, hai hàng lông mày xếp lên lộ ra vẻ hung ác ngày càng tăng. Ngay khi mạc, Lưu hai người tới gần, thanh niên giao long vỗ vào hư không một trảo như xé vải, một khe trống đen ngòm xuất hiện và kéo dài hướng về phía hai người. Vậy mà hắn có thể trực tiếp dùng vết nứt không gian để công kích. Nghệ nó hiểm độc thật. Lưu Chấn Huyên chửi to một tiếng. Vết nứt không gian cũng không phải loại thần thông hiếm thấy, thực lực đạt tới cấp 4 đều có thể phá vỡ mặt trắng không gian một cách đơn giản. Khi áp lực vượt quá ngưỡng chịu đựng của không gian thì không gian sẽ tự động nứt vỡ ra. Vì vậy, thanh niên giao long chỉ là đem lực lượng ngưng tụ thành một điểm, sau đó bộc phát ra. Loại thủ đoạn này linh kiếm sư cấp 4 thứ thiệt vốn chẳng thèm sử dụng, bởi vì bọn họ chỉ giơ tay nhất chân là có thể dẫn động thiên địa linh khí. Dễ dàng dời núi lấp biển, diệt sát kiếm nguyên cảnh mà chẳng phí mấy sức lực. Giao long thanh niên vẫn chưa chính thức bước vào cấp 4, mặc dù lực lượng đã đủ, nhưng cảm ngộ đối với thiên địa linh khí vẫn còn chút khiếm khuyết. Nếu hắn cưỡng ép điều khiển thiên địa linh khí thì rất dễ bị cắn trả, nên mới dùng loại thủ đoạn này để đối địch. Ép người quá rồi đấy. Lưu Chấn Huyên nửa chăm chú nửa khoa trương kêu to. Nhưng hắn cũng không hề chậm, một đạo linh quang lóe lên từ kiếm nang, một nắm tinh phấn lóng lánh liền xuất hiện trong tay, trực tiếp ném về phía trước. Đám tinh phấn như sao rụng đầy trời dù đang ban ngày cũng thấy rõ ràng. Từng điểm tinh xa lóe lên ánh sáng thần bí che kín không gian phía trước hai người lưu, mạc. Vết nứt không gian đen ngòm rất nhanh lan rộng đến phía trước hai người, nhưng gặp phải màn tinh xa lại chẳng khác nào muối bỏ bể, vết nứt nhanh chóng bị lấp kín, màn không gian lại khép lại. Tinh thần xa, thanh niên giao long biến sắc. Con trạch con kia choáng rồi sao? Ông đây mà đổ máu thì hôm nay nhất định phải bồi hoàng bằng mạng của mày. Giao đang đừng hòng thoát khỏi tay ông. Linh kiếm trong tay Lưu Chấn Huyên rung lên, truyền ra một hồi tiếng du dương, thân kiếm vô tri màu xanh đen bỗng như sống lại và trở nên mờ ảo. U ám. Tố quan. Theo từng tiếng hú dài của Lưu Chấn Huyên, thân kiếm u ám quét trương ra sức mạnh mãnh liệt, trong nháy mắt như muốn nuốt trọn cả trời đất. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, Mặt Vấn đã kịp khôi phục, cảnh vật bốn phía lại trở lại như ban đầu lưu chấn huyên một tay cầm kiếm mũi hướng vào mi tâm của thanh niên giao long thân kiếm u ám như vực sâu không đáy ánh mặt trời cũng không thể xuyên thấu bên kia thanh niên giao long ngây ngốc đứng yên hai mắt vô thần tựa như kẻ mất hồn mặt huynh nhanh lưu chấn huyên hai mắt trợn tròn thân thể khẽ rung dường như đang phải chịu đựng một áp lực cực lớn mạc vẫn hiểu rõ đây là thời cơ tốt nhất kiếm ngân vang lên chấn động cả vùng hải vực